Hello cả nhà. Chào cả nhà nha. Cả nhà mình đã ăn cơm chưa? Chào Sang Nguyễn nha. Sang Nguyễn là ở đâu nhỉ? Bạn Sang Nguyễn là ở đâu ha? Comment cho ông biết với nào. Chào tất cả quý cô chú anh chị nha. Mọi người đã ăn cơm chưa? Mọi người có thể vào tương tác livestream của ông biết và chia sẻ livestream cho ông biết với nha. Chia sẻ trên trang Zalo, trên tường Facebook, trên các đội nhóm, hội nhóm. Sang Nguyễn. Cảm ơn bạn Sang Nguyễn nha. Bạn Sang Nguyễn ở đâu nhở? Mình thấy rất là lạ, chưa giờ mình tương tác với bạn đúng không ạ? Cảm ơn bạn đã vào livestream của mình nhé. Mọi người ơi, hãy bớt chút thời gian và Ngọc của mình để vào tương tác và chia sẻ livestream cho ông biết với nhé. Chúng ta có thể chia sẻ livestream cho những người bạn, người thân, những người quen của mình đúng không ạ? Để cho những người bạn, người thân, người quen ấy biết đâu được qua những cái thông tin, những cái tư duy, những cái kiến thức mà Hoàng biết chia sẻ thì họ sẽ nhận ra được một cái giá trị gì đấy đúng không ạ? Hoàng biết rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị ạ. Mọi người có thể vào chia sẻ livestream cho Hoàng biết với nha. Bạn sao Nguyễn đi đâu rồi nhỉ? Chưa được giao lưu tí nào. Cả nhà mình đã ăn cơm chưa? Cả nhà mình có thể vào và tương tác cùng Hoàng Viết nào. Sao Nguyễn còn ở trong live của Hoàng Viết không? Có thể tương tác giao lưu với Hoàng Viết chút nào. Sao Nguyễn là ở đâu nhỉ? Hoàng Viết thấy một cánh tay rất like cho Hoàng Viết rồi. Thêm một một người bạn nữa. Mọi người có thể comment cho ông biết nhá. Ở hiện tại giờ chào em Tô Vi Hùng. Tô Vi Hùng là một chàng thanh niên, thế nhưng mà tư duy rất là tuyệt vời đúng không ạ? Trong một cái buổi cà phê qua một người anh thôi đúng không ạ? Đi Dubai hết rồi chị ơi. Đi Dubai hết rồi đúng rồi đó. Thế hôm nay đi Dubai hết rồi ấy. Qua một người anh đúng không ạ? Thế nhưng mà khi thấy những con tàu và biết được đây là mối công nghệ của tương lai thì bạn ấy đã đón nhận luôn. Quý cô chú anh chị ạ. Đấy, bạn Tô Vi Hùng ấy. Bạn đã đón nhận luôn. Cho nên là người ta gọi là tư duy của người thành công là người ta đón nhận trước và học cách làm sau đúng không ạ? Còn tư duy của những người thất bại là gì nhỉ? Đa nghi đúng không ạ? Sự đa nghi đấy đã giết chết cuộc đời của họ và giúp cũng chính vì sự đa nghi mà làm cho họ bỏ qua rất nhiều cơ hội trong cuộc đời. Chào Quyên Nguyễn nha, chào Ngô Văn Thiện nha. Em chào chị và gia đình UST, cảm ơn em rất là nhiều. Chào Nguyễn Truyện nha. Bạn Nguyễn Truyện là thị trường nào ấy nhỉ? Ở đâu nhỉ? Mình thấy rất là lạ này. Ngô Văn Thiên là ở đâu ấy nhỉ? Thiên nhỉ? Comment cho chị nào. Mọi người có thể tương tác livestream với Hoàng Viết mà nào. Chào bạn Cường Lê nhá. Cường Lê với Tô Vi Hùng thì sáng nay vừa vừa mới cà phê với Hoàng Viết đúng không ạ? Và hai bạn ấy đang rất là khao khát để làm sao gia tăng cổ phần của mình, của cô chú anh chị ạ. Đấy.
Và qua cái câu chuyện của hai bạn thì Hoàng Bích tin rằng là hai bạn sẽ giữ được rất nhiều cái gói vinh danh cho mình, đúng không ạ? Và gia tăng được thật sự nhiều cái cổ phần ở cái giai đoạn cuối này, đúng không ạ? Có nghĩa là ngày hôm nay mình phải gia tăng để tận dụng hái những cái quả ngọt, đúng không ạ? Bạn Nguyễn Truyện là muốn muốn lên livestream của Hoàng Bích hả? Muốn nói chuyện với Hoàng Bích hả? Nguyễn Truyện ơi, có thể là comment cho Hoàng Bích có nào để Hoàng Bích mời lên nào. Bởi vì mình thấy bạn là đang gửi lời mời nè. Bạn Nguyễn Truyện ơi. Có phải là bạn muốn lên trang lên livestream cùng với Hoàng Bích không ạ? Comment cho Hoàng Bích có nhá. Chào Minh Trung nhá. Hello Hoàng Biết, chào Cường Lê nhá. Đấy, một anh bạn cùng tuổi với Hoàng Biết, đúng là đã bôn ba gần 30 năm. Quý cô chú anh chị ạ, khể hỉ nổ ai ố thì bạn ấy đã trải qua hết rồi, đúng không ạ? Và trong cái hành trình đi tìm cơ hội thì bạn đã gì va, bạn đã va trúng ô công nghệ UT chúng ta. Bạn đã gì nhỉ, bạn đã biết đến cái công nghệ UT chúng ta, quá tuyệt vời đúng không ạ? Cho nên người ta nói là vũ trụ rất là hay, vũ trụ có những sự sắp xếp hết sức là linh thiêng, đúng không bạn Cường Lê? Khi mà bạn khao khát đủ lớn thì vũ trụ nó sẽ gì đưa cơ hội đến cho bạn, quá tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, hôm nay em Hùng cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ cho em Hùng và anh Cường. Hôm nay chị cũng chưa chia sẻ được gì cả, cho nên là hai anh em thì thấy hai anh em có một cái khát khao rất lớn, cái khát khao xé rào, khát khao muốn thay đổi, khát khao muốn giàu có, khát khao muốn thành công. Nó giống như cái những cái gì bên trong của chị vậy á, cho nên là chị biết được là những cái gì mà em đang khao khát, bởi vì chị cũng là người như thế. Nên là chị em mình cũng sẽ là giao lưu với nhau để biết được những cái cách để làm sao để chúng ta có được cổ phần thật nhiều. Và thật sự rất là vui khi có một cổ đông lớn nhất của Tây Nguyên mình, quý cô chú anh chị nha, đấy là chị Phan Lịnh. Đó, chị Phan Lịnh hiện tại giờ 23 triệu cổ phần, quý cô chú anh chị ạ, 23 triệu nhá. Em chào chị Phan Lịnh. Đó, chị họ chị em biết xinh đẹp. Chị em biết xinh đẹp. Chị chào em biết xinh đẹp, đúng không ạ? 48 Đắk Nông xin chào các cổ đông, quý cô chú anh chị nhá. Nếu như ai mà đến Đắk Lắk, Buôn Mê hay là Tây Nguyên, đúng không ạ? Hoàng Biết, chị Phan Lịnh, đúng không? Em Quyên Nguyễn sẵn sàng là những người sẽ là những người đón tất cả quý cô chú anh chị, tất cả những cái cổ đông, đúng không ạ? Bởi vì miền khi chúng ta ở đâu, đúng không? Đã là cổ đông của OT rồi thì chúng ta cũng là một nhà rồi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta đều là những người cùng khao khát, cùng tư duy, cùng trường năng lượng, đúng không ạ? Và chúng ta đã rất tuyệt vời khi chúng ta cũng đồng sở hữu một tập đoàn lớn, đúng không ạ? Đấy, cho nên là Hoàng Viết cũng rất mong ai gặp được cơ hội OT như gặp mỏ kim cương lộ thiên. Wow! Rất là tuyệt vời luôn à. Đấy, là chính chị Phan Lịnh, một cổ đông lớn của Tây Nguyên nha, 23 triệu cổ phần nha quý cô chú anh chị nha, đã cả nói là đã phán là đã, ai mà gặp được công nghệ cơ hội UT là như gặp mỏ kim cương lộ thiên. Đấy, quý cô chú anh chị ạ, cho nên là chúng ta cần phải dễ rất là trân quý cái viên ngọc này, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta nhận diện được rồi là chúng ta cần phải nắm bắt ngay. Cảm ơn Hoàng Biết rất nhiều, cảm ơn bạn Cường Lê nhé, chào em, cảm ơn chị Phan Lịnh ạ. Cảm ơn em, chào em Hoàng Dân nhá. Nay Hà Nội đi Dubai nhiều không Hoàng Dân ơi? Bích thấy hôm nay rất rất nhiều quý cô chú anh chị, đúng không ạ? Đang rất là háo hức, ngay Hoàng Biết cũng vậy, háo hức mong chờ những thông tin, đúng không ạ? Những cái tin hot của tất cả cổ đông chúng ta đang ở Dubai, đúng không ạ? Và chúng ta đang mong ngóng từng giây từng phút, quý cô chú anh chị ạ. Hoàng Viết cũng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã có mặt trong buổi livestream của Hoàng Viết. Mọi người có thể là chia sẻ livestream của Hoàng Viết đến tất cả trên trang nhóm của mình cho những người thân, người bạn, đúng không ạ? Những người đồng nghiệp, những người đồng môn, những người anh em của mình, để biết đâu đó, đúng không ạ? Qua những cái tư duy, những cái kiến thức, những cái trải nghiệm của Hoàng Viết chia sẻ thì biết đâu được họ lại bắt gặp được những cái điều tương đồng, đúng không ạ? Và họ cũng có sẽ nhận ra được một cái giá trị nào đó, đúng không ạ? Mọi người hãy là những cánh tay nối dài chia sẻ những livestream của Hoàng Biết, và Hoàng Biết vô cùng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì Hoàng Biết cũng đến
À, cũng giao lưu cùng với quý cô chú anh chị một cái diễn đàn, một cái sự kiện đang rất hot ở Dubai trong 2 ngày vừa qua, đúng không ạ? Quý cô chú anh chị có biết sự kiện gì không ạ? Tại Sara thì 2 ngày vừa qua đã tổ chức một cái sự kiện. Quý cô chú, tất cả các cổ đông chúng ta có thể comment là họ cho Hoàng biết nào, đó là sự kiện gì ạ? Sự kiện gì nhờ quý cô chú anh chị nhờ? Mọi người có thể comment cho Hoàng biết nào? Đó là sự kiện gì ạ? Mọi người ơi, hãy nhanh tay comment cho Hoàng biết nào. Sự kiện gì đã vừa tổ chức xong ngày hôm qua, đúng không ạ? Hôm nay là mùng 10, tổ chức trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9. À, quý cô chú anh chị nào, quý cổ đông nào biết sự kiện gì có thể comment cho Hoàng biết được không ạ? À, chào Lan Anh nhá, một cổ đông ở Đài Loan, đúng không ạ? Đấy, quý cô chú anh chị thấy là chúng ta là những cổ đông ở cả trong và ngoài nước, đúng không ạ? Quý cô chú anh chị thấy chưa ạ? Và khi chúng ta đã là những cái cổ đông của tập đoàn công nghệ UT rồi thì chúng ta thấy là đều ở đâu cũng có sự yêu thương, đúng không ạ? Ngay cả ở nước ngoài như là ở Nhật, ở Pháp, ở Mỹ, ở Đài Loan, ở Thái Lan, đúng không ạ? Cũng vào live stream của Hoàng Viết để lắng nghe, chia sẻ thì Hoàng Viết cảm thấy vô cùng vui và vô cùng tự hào luôn ạ. Em chào anh Đặng Thuyết nha. Anh Đặng Thuyết cũng là một người anh Hoàng Viết cũng mới quen và cũng mong được giao lưu với anh nhiều hơn, nhưng mà anh chưa có thời gian. Anh Thuyết là cảm ơn anh Thuyết đã vào livestream của Hoàng Viết nhé. Vậy thì hôm nay Hoàng Viết sẽ đến với tất cả quý cô chú anh chị về cái tiềm năng của UST chúng ta, nó tiềm năng như thế nào trong tương lai, đúng không ạ? Hiện tại thì chúng ta thấy rồi, đúng không ạ? Và trong tương lai nó còn là một cái, người ta gọi là cái mỏ vàng này, nó sẽ lan tỏa đến những cái khu vực nào, những quốc gia nào, đúng không ạ? Nó sẽ loan đến đâu thì chúng ta sẽ đem đến sự thịnh vượng giàu có đến đấy, đúng không quý cô chú anh chị? Chào em Lan Anh nhá, chào anh Thiết ạ. Rất là vui khi anh vào livestream của em. Chào Vương Cao nhá. Mọi người có thể là chia sẻ livestream cho Hoàng biết với nhá. Thì lời đầu tiên thì Hoàng Biết xin tự giới thiệu về bản thân mình. Hoàng Biết tên là Hoàng Thị Biết, hiện tại giờ Biết đang sinh sống và làm việc tại Buôn Ma Thuột. Và Hoàng Biết cũng xuất thân từ một người làm công, quý cô chú anh chị, một người làm công nhưng lại mang cái khao khát là muốn giàu có, quý cô chú anh chị. Thật sự rất là khao khát, bởi vì sao? Cả cái tuổi thơ của Biết đã chứng kiến những cái ngày cơ cực của cha mẹ đã gì nhỉ? Gò lưng, đúng không ạ? Để nuôi mình, để cho mình có một cái bằng cấp, để cho mình có một công việc như ngày hôm nay. Đó là cả cái sự nỗ lực của cha và mẹ. Thế nhưng mà quý cô chú anh chị biết rồi, đúng không ạ? 20 năm nay Hoàng Biết đi làm công, thế nhưng mà Hoàng Biết vẫn gì nhỉ? Vẫn không thay đổi được cái chất lượng cuộc sống của quý cô chú anh chị ạ. Và từ đó thì Hoàng Biết mới nhận ra được rằng là lý do tại sao mình lại không có sự bứt phá tài chính, mình lại không có đạt đến ngưỡng tự do tài chính, bởi vì mình đang nằm trong nhóm làm công, đúng không ạ? Là cái nhóm người ta gọi là nhỏ nhất trong bốn góc của kim tứ đồ. Mình đang bán sức, bán thời gian, bán cái trí tuệ, sự hiểu biết của mình để đổi lấy tiền, quý cô chú anh chị ạ. Và sức mình có bao nhiêu, trí tuệ mình bao nhiêu, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì mình sẽ nhận lại bấy nhiêu thôi. Vậy thì cái cách này, với cái cách làm, với cái nhóm làm công này, đúng không ạ? Thì chắc chắn để đạt được cái đích đến của tự do tài chính thì Biết không làm được. Biết không làm được. Và em chào chị Võ Tám nhá. Chào Lan Anh nhá. Cảm ơn Lan Anh rất nhiều. Khi không làm được, bởi vì sao? 20 năm nay rồi, cái mục tiêu của Hoàng Biết khi cầm cái bằng đi xin việc, cái mục tiêu đầu tiên là Hoàng Biết phải báo hiếu cha mẹ, quý cô chú anh chị ạ. Thế mà 20 năm đằng đẵng đi dạy, Hoàng Biết vẫn chưa làm được điều đó. Chưa làm được điều đó. Và điều đó làm cho Hoàng Biết trăn trở rất nhiều. Hiện tại bây giờ mình đang là cái tuổi kiếm tiền, đúng không ạ? Đang khỏe mạnh như vậy mà mình vẫn còn chưa báo hiếu được cha mẹ, thì đến bao giờ mình mới có cơ hội để báo hiếu cha mẹ đây? Đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi, đúng không ạ? Mà ngày hôm nay thì 20 năm đi dạy mà vẫn không làm được điều đấy, thì đến bao giờ làm được, quý cô chú anh chị? Chắc chắn là không, nếu như mình không chịu thay đổi, đúng không ạ? Và sau đó thì Hoàng Bích đã mở tư duy ra, Hoàng Bích đọc sách và đi tìm kiếm những cơ hội để thay đổi cuộc đời mình, quý cô chú anh chị ạ. Và khi mà Hoàng Bích đọc sách thì Hoàng Bích mới vỡ òa ra
À, hóa ra là mình đang nằm trong nhóm làm công, một cái nhóm mà lịch sử chưa có một ai trở thành triệu phú và tỷ phú, cô chú chị ạ. Và muốn đạt được cái ngưỡng tự do tài chính, đúng rồi, trong cái cuốn sách Dạy Con Làm Giàu tập 2 thì người ta nói là muốn muốn gì nhỉ, đạt được ngưỡng tự do tài chính chúng ta phải tiếp cận với cái nhóm thứ tư, đó là phải đầu tư, cô chú chị ạ. Đấy, và từ đó trở đi thì Hoàng Bích đi tìm những cái cơ hội làm sao để mình gì nhỉ, để tiền làm việc cho mình, đúng không ạ? Và đấy cũng là một cái điều rất là may mắn khi mà Hoàng Biết lại được biết đến cái cơ hội đó là tập đoàn công nghệ UT của cô chính trị. Chào Quốc Trọng nha, chào chào em Quốc Trọng, chào Đình Hùng nha, chào Irem Azun nha. Hôm nay có rất là nhiều người lạ mà không biết chưa 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 nghe bao giờ, chưa tương tác bao giờ, rất là cảm ơn quý cô chú anh chị ạ. Đấy, và khi mà Hoàng Bích biết được rằng đây là một cái tập đoàn công nghệ giao thông toàn cầu, một cái tập đoàn mang cái sự, mang một cái sứ mệnh giải cứu hành tinh, giải cứu hành tinh, đúng không ạ? Một cái tập đoàn, một cái công nghệ mà được nhà khoa học nghiên cứu hơn 40 năm, thì chúng ta mới thấy được rằng là nó là một cái công nghệ mang hàm lượng trí tuệ rất lớn, đúng không ạ? Và chính vì mang hàm lượng trí tuệ rất lớn, đúng không ạ? Chính vì nghiên cứu hơn 40 năm nó tạo ra cái công để tạo ra cái công nghệ này, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay cái công nghệ này nó đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu giao thông hiện nay của quý anh chị nhé. Giao thông hiện nay, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta đã biết rồi, đúng không ạ? Giao thông hiện nay đang gặp rất nhiều vấn đề, đúng không quý cô chú anh chị? Đấy. Ngày hàng ngày nếu chúng ta tinh ý, chúng ta sẽ thấy được là gì nhỉ? Thứ nhất này, khi chúng ta tham gia giao thông là gì? Chúng ta phải đổ xăng dầu, đúng không ạ? Và đổ xăng dầu khí đốt thì theo thống kê của các chuyên gia thì 73% ô nhiễm môi trường là do năng lượng hóa thạch xăng dầu khí đốt, quý cô chú anh chị ạ. Và cái thứ hai là tai nạn giao thông, đúng không ạ? Ai ai cũng vậy, khi chúng ta tham gia giao thông chúng ta đều rất là sợ, đúng không ạ? Chúng ta đều rất là lo lắng, đúng không ạ? Thế nhưng chúng ta biết được điều đấy, nhưng chúng ta có tìm ra được giải pháp không quý cô chú anh chị? Không, đúng không ạ? Chúng ta biết đấy nhưng mà không tìm ra được giải pháp. Và thậm chí khi mà những người thân, người quen của mình mà bị tai nạn giao thông, chính ta cũng chỉ biết chia buồn chứ không bao giờ tìm ra được giải pháp, đúng không ạ? Và giải pháp thứ ba đó là tắc đường, quý cô chú anh chị biết rồi, đúng không ạ? Tắc đường là một cái vấn nạn, các quốc gia càng phát triển thì vấn đề tắc đường lại càng lớn, quý cô chú anh chị ạ. Thế vậy thì ngày hôm nay, đúng không ạ, cả thế giới người ta đang đi tìm cái giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề tai nạn giao thông, vấn đề tắc đường, thì công nghệ UT chúng ta một sản phẩm thôi mà đáp ứng được ba ba cái vấn nạn, giải quyết triệt để ba vấn nạn mà thế giới đang đau đầu đi tìm giải pháp, quý cô chú anh chị ạ. Có quá tuyệt vời không ạ? Nếu như tuyệt vời thì có thể cho Hoàng biết con số 9 yêu thương nào, để Hoàng biết còn năng lượng và chia sẻ thêm nhiều thông tin cho quý cô chú anh chị nào ạ. Chào Bùi Hiểm nhá, rất là tuyệt vời, một cổ đông ở Nhật. Chào Lan Anh, một cổ đông ở Đài Loan. Chào Đình Hùng, một cổ đông ở Anh Quốc. Đấy, toàn là những cổ đông tâm huyết ở nước ngoài thôi quý cô chú anh chị ạ. Chào Bùi Hằng nhá, một người em mà Hoàng biết cũng vừa mới quen. Chào cô Thịnh nhá, cô Thịnh cũng là một cổ đông rất là tâm huyết, mặc dù là cô đã lớn tuổi rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà bằng tuổi cô á, đáng lẽ ra nếu như chúng ta mà vận hành tiền đúng, tìm đúng cơ hội thì ngày hôm nay cô đã tự do tài chính rồi, đúng không quý cô chú anh chị? Thế nhưng mà ngày hôm nay cô vẫn chưa đạt được cái đích đến đấy, và cô vẫn khao khát làm sao đạt được cái đích đến đấy, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, cô Thịnh hôm nay năm nay cũng đã 60 mấy tuổi rồi đấy. Thế nhưng mà ngày hôm nay cô cũng đang là những cái người mà yêu cái công nghệ này, lan tỏa công nghệ này, đúng không ạ? Và muốn làm sao để cho những người dân Việt Nam ta, bởi vì cái cơ hội này á, nó không phải là bằng những cái số tiền nhiều đâu quý cô chú anh chị ạ, rất là ít, thậm chí những người nghèo nhất cũng có cơ hội để nắm giữ cổ phần của nó, đúng không ạ? 1,2 triệu thôi quý cô chú anh chị ạ. Cho nên là Hoàng biết cũng giống như tất cả quý cô chú anh chị, ai ai cũng mong muốn trao cơ hội này đến rất rất nhiều người. Hoàng Vích xin chào, cảm ơn Bùi Hiểm nhá, đã cho Hoàng Vích con số 9. Chào Trinh Châu nhá. Em cảm ơn anh Đăng Đặng Đăng Thuyết nha, anh Thuyết nha. Này, bữa nào anh em mình cà phê anh nhá. Cảm ơn bạn Cường Lê, cảm ơn Lê Quốc Việt, cảm ơn cô Minh Thịnh,
Cảm ơn Trinh Châu. Đấy. À, Cường Lê hốt nhanh gói ghi danh đi anh nhé. Wow. À, bạn Bùi Hiểm cũng biết Cường Lê hả? Đấy, à, Cường Lê thì chắc chắn là đợt này sẽ là 3 đến 4 gói vinh danh nhá. Bởi vì mục tiêu của bạn ấy là 2 triệu cổ phần. Quý cô chú anh chị ạ, 2 triệu cổ phần định giá 1 đô đã có 48 tỷ 1 đô, đúng không? Vậy thì nếu nó lên 10 đô thì sao? 20 đô thì sao? 100 đô thì sao? Tài sản của mình sẽ lên như thế nào, đúng không ạ? Và đấy là những cái minh chứng ở những cái doanh nghiệp khác đã, người ta đã đạt được rồi, không phải là Hoàng Bích nói suông đâu quý cô chú anh chị ạ. Đấy. À, chào Trinh Na nhá, chào Thái Bùi Văn Thái nhá. Vậy thì ngày hôm nay thì mọi người ơi, hãy cho Hoàng Bích biết nào. Ở Sara hôm ngày 2 ngày à, ngày mùng 8 và mùng 9 đang diễn ra một cái sự kiện hết sức là nóng hổi. Đó là sự kiện gì nhỉ? À, tất cả các cổ đông có thể comment, tất cả quý cô chú anh chị có thể comment cho Hoàng Bích nào. Đó là sự kiện gì nhỉ? Mọi người có thể comment cho Hoàng Bích nào. À, chúng ta cùng giao lưu nào. À, chị đang nợ em mấy ly cà phê nhé. Chị đang nợ em. Ok em, ngày nào em về là chị mời em hẳn một tháng cà phê luôn. Được chưa? Mọi người có thể comment cho em biết nào. À, hiện tại bây giờ là 2 ngày vừa qua ở Sara đang diễn ra một cái, đang tổ chức một cái sự kiện. Đó là sự kiện gì nhỉ? À, cả nhà có thể comment cho em biết nào, sự kiện gì nhỉ? Bùi Hiểm, sự kiện gì? Cổ đông Việt Nam đã đến Dubai, quá tuyệt vời luôn đấy. À, ngày hôm qua là đã có một đoàn đến trước và ngày hôm nay lại có một đoàn vừa mới đến Dubai, quý cô chú anh chị ạ. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Nếu như chúng ta nói là không tin, nó là ảo, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy nhìn những cái người đi trước, đúng không ạ? Người ta đang ngồi trên con tàu của mình, đang đi trực tiếp gặp cái người tạo ra công nghệ đấy, đúng không ạ? Còn bây giờ các quý cô chú anh chị tin hay không thì nó vẫn diễn ra thôi, đúng không ạ? Đấy. Mọi người ơi, có thể comment cho ông biết nào, cái sự kiện mà cà phê Buôn Ma Thuật thì nổi tiếng lắm đấy. Cà phê Buôn Ma Thuật thì nổi tiếng rồi, đúng rồi, thủ phủ cà phê mà. Ai muốn uống cà phê cứ alo cho ông biết nhá, ông biết gửi đến tận nơi luôn á. À, cảm ơn em Bùi Hiểm nha. Mọi người cùng nhanh tay comment cho ông biết nào, nhanh tay comment cho ông biết nào. Hai ngày vừa qua, ngày mùng 8 và mùng 9 tại Sara đang diễn ra sự kiện gì? Đang diễn ra sự kiện gì? Mọi người ơi, nhanh tay nào. Mọi người ơi, nhanh tay nào. Chào Triệu Nhi nhá. À, cô chào tỷ phú Trinh Châu nhé. Cảm ơn cô Thịnh nhé. Mọi người ơi, comment cho em biết nào. Chào Trần Văn Hiếu nhé. À, mọi người nhanh tay comment cho em biết nào. Hai ngày mùng 8 và mùng 9 vừa qua ở Sara đang diễn ra sự kiện gì? Anh Cường Lê là đồng hương Thanh Hóa nhà em mà chị. À vậy hả? Quá tuyệt vời luôn. Đấy, Thanh Hóa nhà em đời này giàu lắm luôn ý, đúng không ạ? Nên là thơ nói là gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Dân Thanh Hóa mà không có cổ phần là đời không nể. Chị nghe chị nhớ câu đó miết à. Nên là Thanh Hóa đợt này UST mà lên sàn thì Thanh Hóa rất giàu, đúng không ạ? Đấy. Mọi người comment cho ông biết nào, hai ngày vừa qua ở Sara đang diễn ra sự kiện gì quý cô chính chị ơi? Đang diễn ra sự kiện gì nhỉ? Sự kiện gì ấy nhỉ? À, chúng ta lại không nắm sự kiện này à? Một cái sự kiện rất là quan trọng mà chúng ta không nắm hả? À, Bùi Hiểm, Trần Hiếu, à, cô Minh Thịnh nè, Triệu Nhi. Mọi người có thể comment cho ông biết nào, sự kiện gì vừa diễn ra xong ngày hôm qua, đúng không ạ? Sự kiện gì nhỉ? À, rồi Hoàng Viết sẽ ngày hôm nay Hoàng Viết sẽ chia sẻ một vài thông tin về những cái tiềm năng của công nghệ UT chúng ta quý cô chính trị nhé. À, ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 2 vừa rồi, đúng không ạ? Thì ở Sara, đúng không ạ, đã tổ chức cái sự kiện đó là diễn đàn đầu tư quý cô chính trị ạ. Đó là cái sự kiện diễn đàn đầu tư quý cô chính trị nhé. Đấy, cho nên là đây là một cái sự kiện nó cũng vô cùng nóng, đúng không ạ? Và thì để đi từng sự kiện một thì Hoàng Biết sẽ quay lại cái sự kiện đầu tiên, đó là sự kiện ở Đức. Chúng ta đã biết rồi, đúng không ạ? Tháng ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 hôm vừa rồi, đúng không ạ? Đó là sự kiện Innochan ở Berlin, Đức, đúng không ạ? Và chúng ta đã biết rồi, đúng không? Cái sự kiện này thì chính RTA, đó là Bộ Giao thông Đường bộ Dubai, đúng không ạ? Đã gì đưa cái công nghệ mình
chọn cái công nghệ mình là cái công nghệ tốt nhất, đúng không ạ? Mang cái công nghệ OT chúng ta đại diện cho những cái công nghệ tốt nhất sang gì? Triển lãm Innochan ở Berlin và Đức, ở Berlin Đức, quý cô chú anh chị nhé. Hoàng Bích nói lại nhé, có nghĩa là cái sự kiện tháng 9 năm 2022, đúng không ạ? Thì sự kiện Innochan ở Berlin Đức, đúng không ạ? Thì chính Bộ Giao thông Đường bộ Dubai RTA, đúng không ạ? Đã gì nhỉ? Mang cái công nghệ UT chúng ta đại diện cho công nghệ tốt nhất sang triển lãm ở Innochan, Berlin và Đức, các bạn ạ. Và cái sự kiện này chính là một cái sự kiện nó thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào cái cơ sở hạ tầng ở Dubai. Mục đích của họ là đưa cái công nghệ này đi triển lãm để làm gì nhỉ? Để thu hút những cái nhà đầu tư vào đầu tư cơ sở hạ tầng ở ở Dubai, quý cô chú anh chị ạ. Đấy. Dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu, đã đầu tư OT là chỉ có giàu thôi. Cái máy này nó bị sao chạm nhỉ? Ăn rau má phá đường tàu. Cảm ơn em Mùi Hiểm nha, rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Đợt này thì dân Thanh Hóa sẽ không còn phải ăn rau má nữa, đúng không ạ? Mà ăn toàn những rau thượng hạng, những rau sạch nhá. Đấy, đi đâu cũng toàn gặp cây dân Thanh Hóa thôi, khiếp ghê luôn á. Bữa nay toàn là gia tăng tài sản và sở hữu cổ phần thôi. Ôi dào ơi, Bùi Hiểm bữa nay là rất là tuyệt vời. Đấy. Vậy thì trong cái sự kiện này thì chúng ta biết rồi đúng không? Mục đích mà Bộ Giao thông Đường bộ Dubai RTA đưa cái công nghệ mình, lựa chọn công nghệ mình là cái công nghệ tốt nhất mang đi triển lãm để thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào cái đầu tư cơ sở hạ tầng của họ. Lần này thì Cường Lê sẽ ghi danh cho hai gói. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Em không đi Dubai à? Dạ em không chị ơi. Em chắc hẹn là mùa sau. Mùa sau em sẽ đi Dubai, chị có đi không ạ? Và tiếp tục cái sự kiện Innochan, đúng không ạ? Thì chúng ta biết rồi, ngày mùng 8 và mùng 9 vừa rồi là đang diễn ra cái sự kiện đó là diễn đàn đầu tư. Diễn ra trong 2 ngày, quý cô chú anh chị nhé. Cái sự kiện diễn đàn đầu tư này diễn ra tại Sharjah, đúng không ạ? Diễn ra trong 2 ngày, được ông Wasak cái gì nhỉ? Cái tên gì không biết, là tổ chức, đúng không ạ? Vương quốc ấy đứng ra tổ chức, quý cô chú anh chị ạ. Đấy. Vậy thì cái sự kiện diễn ra 2 ngày này nó mang mục đích gì? Nó là đấy chính là thúc đẩy quảng bá UST ra quốc tế của chính trị. Thúc đẩy một cái sự kiện tiếp theo nữa là diễn đàn đầu tư vừa diễn ra ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 2 vừa rồi, đúng không ạ? Mang một cái mục đích đó là thúc đẩy quảng bá công nghệ UST chúng ta ra ra trường quốc tế của chính trị. Vậy thì với 2 cái sự kiện này thì chúng ta nhìn nhận lại, đúng không ạ? Tương lai vận tải của thế giới là như thế nào, quý cô chú anh chị? Là ở đâu ạ? Tương lai vận tải của thế giới là ở đâu ạ? Có phải là UST không, quý cô chú anh chị? Chắc chắn rồi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy là qua những cái sự kiện mang tầm quốc tế, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn nhận lại cái tương lai vận tải thế giới chính là UST, quý cô chú anh chị ạ. Nó cũng là tiềm năng của công nghệ. Khi nào? Khi chúng ta đã biết rồi, thế giới đang có cái sự phát triển đô thị rất là mạnh, đúng không ạ? Thế giới ngày hôm nay có những cái đô thị phát triển đang rất là mạnh. Vậy thì cái công nghệ nào mà nó đáp ứng được cái mạng lưới giao thông cho những khu đô thị lớn như vậy đây? Quý cô chú anh chị ạ. Cái công nghệ nào nó sẽ là cái công nghệ đáp ứng những cái nhu cầu, đúng không ạ? Đi lại cho những cái khu thành phố thông minh, những cái khu đô thị lớn, thì đấy chính là công nghệ nào, quý cô chú anh chị? Chắc chắn là cái công nghệ OT chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì trong những cái khu đô thị đấy thì quý cô chú anh chị biết rồi, có một sự đột phá về mặt giao thông. Tất cả những khu đô thị để mà kết nối từ khu đô thị A sang khu đô thị B, hay là từ khu đô thị đấy để mà đến cái địa điểm mà chúng ta làm việc ấy, đúng không ạ? Thì nó phải có cái sự đột phá về mặt giao thông.
và người ta cũng phải quy hoạch lại đô thị, đúng không ạ? Vậy thì điều đó nó tạo nên cái việc gì? Cái việc phát triển đô thị mạnh ở các triển lãm mà chúng ta cần phải phải nhìn thấy. Ví dụ như là hiện tại bây giờ thì chúng ta biết là có một cái thành phố mà ở Ả Rập Xê Út vừa mới xây dựng ấy, đúng không ạ? Đấy chính là thành phố thông minh, đúng không ạ? Thành phố thông minh ở Ả Rập Xê Út này, hay là có những cái triển lãm thành phố thông minh đã có ở Ấn Độ này, đúng không ạ? Ở Indonesia này, đúng không ạ? Những cái cuộc triển lãm về những cái thành phố thông minh ấy, quý cô chú anh chị ạ, nó đã có mở ra những cái cuộc triển lãm, và dự tính là người ta cũng sẽ xây dựng những cái thành phố như vậy ở Ấn Độ, ở Indonesia hoặc là ở châu Âu, quý cô chú anh chị ạ. Các anh chị chưa đi Dubai chờ em với nhé, khoảng sau IPO chúng ta cho đi châm máu mọi người ạ. Qua khôn thế, bảo hiểm khôn thế, tháng 6 nhận được cổ tức Khả Em. Theo lộ hiện tại giờ thì tập đoàn chưa thông báo chính thức chị ạ, nhưng mà nói chung là năm nay mình sẽ hái quả ngọt đấy, nên là còn về cái lộ trình thông báo chính thức, thì chưa có chị nhá. Nên là mình cứ thứ nhất là ai cũng mong, đúng không ạ, và chị em mình cũng thế. Em cảm ơn chị nhá, chị Bùi Lý nhá. Chào em Phan Hà nhá. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Trong những cái đô thị đó thì cần có một cái sự đột phá về mặt giao thông và quy hoạch, để quy hoạch lại đô thị, đúng không ạ? Và điều đó nó tạo nên cái việc gì nhỉ? Quy hoạch đô thị rất mạnh mà ở các triển lãm chúng ta đã biết rồi, đúng không ạ? Như là triển lãm thành phố thông minh ở Ấn Độ, ở Indonesia hoặc là ở châu Âu, đúng không ạ? Tập đoàn UST chúng ta, tất cả những cái cuộc triển lãm đấy, tập đoàn UST chúng ta đều có mặt để giới thiệu quy hoạch và phát triển đô thị cho những quốc gia này, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, vậy thì điển hình nhất thì chúng ta đã biết rồi, đó chính là ở Ả Rập Xê Út, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy là Ả Rập Xê Út đang có một cái dự án nó rất là lớn, đúng không quý cô chú anh chị? Đang có một cái dự án rất là lớn, đó là gì nhỉ? Đó là thành phố The Line Neon, đúng không ạ? Đấy, một cái thành phố mà nó có những cái đặc tính là không có đường bộ, quý cô chú anh chị ạ, không có đường bộ. Không gian ở trong cái thành phố đấy là dùng để sinh hoạt, để đi lại, và họ tập trung vào phần lớn là mang lại cái cuộc sống thoải mái cho con người, đúng không ạ? Và giao thông thì nó lại ở trên cao, quý cô chú anh chị nhé, giao thông thì ở trên cao đấy. Chào em Kiều Phượng nhá, chào Trịnh Thị Thanh nhá. Vậy thì mục tiêu của cái thành phố The Line Neon hay thành phố tuyến tính á, đúng không ạ? Nó không chỉ là để ở đâu quý cô chú anh chị ạ. Mục tiêu họ không phải là chỉ để ở, mà họ tạo ra định hướng phát triển kinh tế cho cả cái khu vực Neon đó, khu vực UAE đó, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, quý cô chú anh chị ạ. Và gì nhỉ? Và chúng ta đã biết được cái dự án The Line Neon rồi, đúng không ạ? Nó cao khoảng 500 m, nó như một bức tường cao 500 m, quý cô chú anh chị ạ, và dài là 170 cây số. Đây là một cái dự án mà thế giới chưa từng có, quý cô chú anh chị ạ. Đây là một cái dự án mà thế giới chưa từng có, đúng không ạ? Vậy thì Ả Rập Xê Út đã hiện tại giờ đã khởi công rồi, quý cô chú anh chị ạ, đã khởi công, đã xây dựng rồi. Vậy thì với cái mục tiêu xây dựng cái thành phố The Line Neon này, thì Ả Rập Xê Út đang muốn bước ra khỏi kinh tế dầu mỏ trong tương lai, quý cô chú anh chị ạ. Con cảm ơn cô Thịnh nhá, thả cho con rất là nhiều tim luôn ạ. Rất là cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Hãy lo gom cổ phần đi để sau này nhận cổ tức. IPO rồi nhiều tiền, thích đi đâu cũng trả được, chính xác. Đúng rồi, bây giờ là lo mà gom cổ phần đi đã, đúng không? Sau này năm nay chia cổ tức rồi là IPO rồi, lúc bây giờ là cứ châu Âu, đúng không? Hà Lan, Đức, Pháp rồi rất là nhiều quốc gia luôn, đúng không quý cô chú anh chị? Đó, cho nên chúng ta cần phải nghiêm túc để mà nắm giữ cổ phần đã. Cảm ơn chào Bảo Ngân nhá, chào Thương Mùi nhá. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Cái thành phố The Line Neon này, cái mục tiêu của Ả Rập Xê Út là gì nhỉ? Là muốn bước ra khỏi kinh tế dầu mỏ trong tương lai, quý cô chú anh chị ạ.
và thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào đất nước của họ. Đấy, quý cô chú anh chị ạ. À, vậy thì chúng ta đã biết rồi đúng không? Vậy thì dưới góc độ của một nhà đầu tư, đúng không ạ? À, một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thôi, nhưng mà ngày hôm nay công nghệ của nó đã hiển diện ở những cái dự án rất lớn như vậy. Thế thì chúng ta thấy cái công nghệ của chúng ta nó có quá tuyệt vời không quý cô chú anh chị? Nó có quá tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, cảm ơn cô Thịnh nha, đã chia sẻ cho em ạ. Cảm ơn, chào Kiều Phương, Kiều Phượng nhá. Đấy, vậy thì để giải quyết bài toán về giao thông ở những cái thành phố neon này đúng không ạ? Ở những cái thành phố The Line Neon đó, thì hiển nhiên cái công nghệ UT chúng ta nó sẽ mang tính đột phá. Bởi vì sao nó mang tính đột phá? Bởi vì cái thành phố đó nó không có đường bộ cho ô tô mà, quý cô chú anh chị. Nó không có đường bộ cho ô tô. Đi hú em với nhé. Chắc chắn rồi. Chị em mình thì đợi khi nào mà cổ tức xong đó là IPO là cứ thế mà đi thôi đúng không ạ? Đấy, cứ thế mà đi thôi. Lúc bấy giờ cứ đặt lịch đi 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 từng nước một. Là yên tâm nhờ. Chào Kiều Phượng nhé. Rất là cảm ơn em Kiều Phượng. Rồi. Trong tương lai khi mà các thành phố phát triển rất mạnh đúng không? Khi mà tất cả những thành phố thông minh như vậy phát triển á, thì thậm chí là thị trường ô tô điện cũng không còn chỗ đứng quý cô chú anh chị ạ. Đấy, cho nên trong tương lai nhé, đó là trong tương lai theo Hoàng Vĩnh nghĩ vậy. Vậy thì cái dự án The Line Neon này nó có mặt cái công nghệ của chúng ta, và trong cái buổi giới thiệu về công nghệ dự án tại Innochan Dubai á, thì quý cô chú anh chị đã biết rồi đúng không ạ? Innochan Dubai là một cái sự kiện mang đẳng cấp quốc tế. Một cái sự kiện Innochan Dubai nó khác Innochan Berlin Đức nha quý cô chú anh chị nhé. Vậy thì Innochan Dubai là một cái sự kiện mang đẳng cấp quốc tế do chính phủ Dubai tổ chức. Do chính phủ Dubai tổ chức. Nó chi ra là 9 tỷ USD cơ mà quý cô chú anh chị. Để chuẩn bị cho cái sự kiện đấy, 9 tỷ USD một con số rất lớn. Vậy thì tại sao người ta lại dám chi ra một con số lớn như vậy để làm gì? Có 25 triệu lượt khách đến để mà đại diện của chính phủ rất nhiều quốc gia đã có mặt để quảng bá hình ảnh đất nước của mình này. Và đồng thời họ cũng đang đi tìm kiếm những cái công nghệ, tìm kiếm những cái giải pháp mới về giao thông cho đất nước của họ. Và trong đó có cả chính phủ Việt Nam mình, đúng không ạ? Cũng có một cái gian hàng Việt Nam của chúng ta nhằm quảng bá du lịch Việt Nam ra trường quốc tế của quý vị chị ạ. Và thì cái sự kiện Innochan Dubai này á, thì 5 năm nó tổ chức một lần, quý cô chú nhận 5 năm tổ chức một lần. Và họ lựa chọn những cái quốc gia nào phải đủ đẳng cấp, quý chú anh chị nhé, phải có đủ đẳng cấp, đủ tầm nhìn kinh tế và đủ tầm ảnh hưởng để tổ chức, chứ không phải là quốc gia nào cũng được tổ chức. Và hôm rồi thì người ta đã lựa chọn đó là Dubai, đúng không ạ? Vậy thì cái sự trong cái sự kiện đó thì tập đoàn UT chúng ta cũng có một cái gian hàng tại cái sự kiện Innochan Dubai đấy quý cô chú anh chị ạ. Và quý cô chú anh chị biết là từ cái sự kiện từ cái trung tâm tổ chức cái sự kiện Innochan Dubai đấy mà đi sang cái trung tâm thử nghiệm của chúng ta ở Sara, nó chỉ cách là 70 cây số thôi. Nó chỉ cách nhau 70 cây số thôi. Vậy thì tất cả những khách hàng hay là các chính phủ khi mà họ đã biết đến công nghệ chúng ta, họ tìm hiểu công nghệ chúng ta tại cái gian hàng triển lãm Innochan Dubai đấy đúng không? Thì họ liền di chuyển trực tiếp sang trung tâm công nghệ chúng ta ở Sara, quý cô chú anh chị ạ. Và trực tiếp nhìn thấy và trực tiếp trải nghiệm cái công nghệ chúng ta luôn, đúng không ạ? Đấy chính là những cái điều mà hết sức là tuyệt vời cho cái công nghệ chúng ta, đúng không ạ? Có cái điều kiện tiếp cận với cái khách hàng nó rất là gần, đúng không ạ? Vậy chào Triệu Điệp nhá, chào Nguyễn Văn Trung nhá. Đấy, vậy thì cho nên hiện nay quý cô chú anh chị biết rồi đúng không ạ? Cái tốc độ quảng bá cũng như là độ phủ sóng công nghệ của chúng ta đối với sự quan tâm của khách hàng là rất lớn, quý cô chú anh chị nhé. Cái độ phủ sóng và cái sự quan tâm của các chính phủ quốc gia hiện nay đối với công nghệ chúng ta nó vô cùng lớn. Nó là vô cùng lớn.
trong cái sự kiện diễn đàn tổ chức vào ngày mùng 9, mùng 8 và mùng 9 tháng 2 vừa qua, đúng không ạ? 2 ngày vừa qua thôi, đúng không ạ? Cũng là một cái cơ hội để khách hàng tiếp cận với công nghệ của chúng ta, quý cô chú anh chị ạ, đúng không ạ? Cái tổ chức sự kiện diễn đàn đầu tư vừa diễn ra từ ngày mùng 8 mùng 9 tháng 2 này, nó cũng là một cái cơ hội để cho công nghệ chúng ta tiếp cận với khách hàng một cách là tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Đấy. Và chính vì vậy quý cô chú anh chị ạ, hiện khi mà tài trợ, chính vì vậy khi chúng ta là những nhà đầu tư, đúng không ạ? Chúng ta tài trợ một cái doanh nghiệp mà có tốc độ phủ sóng về sự cái tốc độ phủ sóng nó là mang tầm quốc tế, thì nó sẽ là một trong những cái điều kiện, một trong những cái thước đo để chúng ta đánh giá được từng bước đi thành công của dự án chúng ta, quý cô chú anh chị ạ. Đấy. Chào Thành Văn nhá, chào Minh Tâm nhá. Minh Tâm đợt này không đi du lịch à Minh Tâm ơi? Kỵ lạ ghê, chẳng thấy cổ đông UST để ý báo lá cải là sao vậy? Bạn nào hiểu không? Chào Lò Tôn Tự nhá, chào em Lò Tôn Tự nhá. Hôm rồi hỏi một lần rồi. Cứ thấy cứ lo gom thêm cổ phần mà thôi, chính xác. Cứ lo thêm gom cổ phần, bây giờ mà còn đi quan tâm đến báo lá cải thì cái đầu người ta gọi là đầu đất rồi, đúng không ạ? Bây giờ mà còn đi lo quan tâm đến báo lá cải để làm giàu thì chắc chắn là đi xuống với đi, có nghĩa là không thể nào có thể sự bứt phá rồi, cái đầu đấy thì không thể nào cải tạo được rồi, đúng không ạ? Chào Nguyễn Trinh nhá. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Khi chúng ta là những cái nhà đầu tư, đúng không ạ? Chúng ta tài trợ cho một cái doanh nghiệp, một cái tập đoàn mà có độ phủ sóng trên và sự quan tâm của quốc tế, đúng không ạ? Trên toàn cầu, thì nó sẽ là một trong những cái điều kiện thước đo để chúng ta đánh giá được từng bước đi thành công của dự án đấy, quý cô chú anh chị ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã biết rồi, đúng không ạ? Rất nhiều cái dự án đã được ký kết, đã được rót tiền về, đúng không ạ? Và chính ngài chủ tịch đã nói là mát mẻ quá em, ngoài Bắc lạnh. Ôi giời, ở đây nóng lắm chị ơi, ở Tây Nguyên em đang rất nóng luôn á. Bây giờ em ngồi chia sẻ nhưng mà em còn phải bật quạt bên cạnh á, cho nên là thật là rất là thương cho anh chị em ở ngoài Bắc nhờ. Ở Tây Nguyên này chỉ có lạnh 3 ngày thôi, cho nên là đồ mà mặc lạnh là rất là ít khi mua là vì vậy chị ạ. Chào Nguyễn Hữu Bắc nha. Nguyễn Hữu Bắc hôm nay có thời gian không, chia sẻ lên livestream cùng Hoàng Mỹ chia sẻ cho anh em nào. Cảm ơn chị Nguyễn Trinh nhá. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Cái công nghệ chúng ta, đúng không ạ? Đã qua rất nhiều cái sự kiện được tổ chức mang tầm quốc tế rồi, đúng không ạ? Đầu tiên là sự kiện gì? Innochan tại Berlin và Đức, đúng không ạ? Thứ hai là sự kiện diễn đàn đầu tư diễn ra ở Sara vào ngày mùng 8 và mùng 9 vừa rồi, đúng không ạ? Và sự kiện thứ ba là sự kiện gì nhỉ? Sự kiện Innochan Dubai, một cái sự kiện mang tầm quốc tế, đúng không ạ? Và diễn ra 5 năm một lần, quý cô chú anh chị ạ, 5 năm một lần. Và chỉ có những quốc gia nào đẳng cấp, đủ tầm nhìn kinh tế, đủ tầm ảnh hưởng mới được tổ chức, chứ không phải quốc gia nào cũng được tổ chức đâu, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Khi chúng ta biết được rằng là gì nhỉ? Trong tất cả những sự kiện này đều có sự hiện diện của công nghệ chúng ta, quý cô chú anh chị ạ, đều có sự hiện diện của công nghệ chúng ta. Và đặc biệt là cái sự kiện Innochan Dubai ấy, đúng không ạ? Ngay cái chỗ trung tâm tổ chức sự kiện, cách cái trung tâm công nghệ chúng ta có 70 cây số. Và khi mà các quan khách chính phủ người ta tìm hiểu về công nghệ chúng ta là người ta có thể trực tiếp đi sang trung tâm tìm hiểu, nhìn bằng mắt, sờ bằng tay luôn, đúng không ạ? Ngồi trên chính con tàu của mình để trải nghiệm luôn. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Khi mà chúng ta đầu tư vào một cái doanh nghiệp mà cái sản phẩm của nó mang tính đột phá, đúng không ạ? Và có độ phủ sóng rất là lớn như vậy và được quan tâm của rất là nhiều quan chức chính phủ, thì đấy chính là gì nhỉ? Đấy chính là một cái điều vô cùng tuyệt vời đối với các cổ đông chúng ta, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì khi chúng ta tài trợ vốn cho một cái tập đoàn, một cái doanh nghiệp mà có độ phủ sóng toàn cầu, đúng không ạ? Thì nó cũng là một trong những cái điều kiện để chúng ta đánh giá được từng cái sự thành công của dự án, của cô chú anh chị nhé, của tập đoàn chúng ta. Đấy.
Và có một cái điều mà Hoàng Bích cũng muốn chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị. Anh chỉ có 5 phút thôi em. Úi dồi, chỉ có 5 phút thôi hả? Ít thế anh. Anh Nguyễn Hữu Bắc là hiện tại giờ đang công tác và làm việc tại Dubai luôn quý cô chú anh chị nhá. Và chắc chắn là anh Nguyễn Hữu Bắc cũng sẽ có rất nhiều cái thông tin để chia sẻ đến tất cả quý cô chú anh chị. Mọi người có muốn gặp anh Hữu Bắc ở hiện tại giờ đang làm việc ở Dubai không ạ? Có thể comment cho Hoàng Viết con số 9 nào để Hoàng Viết sẽ mời anh Nguyễn Hữu Bắc lên giao lưu với tất cả quý cô chú anh chị nào. Anh Nguyễn Hữu Bắc ơi, anh chuẩn bị tinh thần cho em cả tầm 10 phút nhé. Bởi vì anh em ở cổ đông Việt Nam rất là mong gặp anh và cũng mong anh sẽ chia sẻ những cái thông tin hiện tại bây giờ ở Dubai được không ạ? Anh có thể comment cho em, nếu như được thì anh có thể comment cho em có nhá, để em mời anh lên để giao lưu với quý cô chú anh chị nhá. Anh Nguyễn Hữu Bắc ơi, anh có thể comment cho em nào? Anh Nguyễn Hữu Bắc hiện tại giờ đang là một cái cổ đông rất tâm huyết và đang sinh sống và làm việc tại Dubai. Chắc chắn anh sẽ có rất nhiều thông tin tuyệt vời cho chúng ta, quý cô chú anh chị ạ. Và nếu chúng ta muốn lắng nghe và giao lưu cùng với anh Nguyễn Hữu Bắc thì mọi người có thể comment cho Hoàng Vy con số 9 nào. Cảm ơn em Hồ Thành nhé, cảm ơn Lò Tự Tôn nhé, cảm ơn Cường Lê nhé. Anh Nguyễn Hữu Bắc có thể comment cho em nào, đồng ý thì em sẽ mời anh lên để mà chia sẻ cùng với mọi người nào. Anh Nguyễn Hữu Bắc đâu rồi? Ok rồi, em cảm ơn anh nhiều. Mọi người ơi, chờ Bích tí nha. Bích đang mời anh Nguyễn Hữu Bắc lên để giao lưu với tất cả chúng ta nha. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Em mời anh rồi á. Anh ơi, anh đồng ý đấy ạ. Anh đồng ý à. Rất cảm ơn em Bùi Hiểm. Bùi Hiểm chẳng Bùi Hiểm lúc nào cũng bức xúc. Không, anh Hữu Bắc lên chia sẻ rồi thì rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị ạ. Anh Nguyễn Hữu Bắc ơi, em đã gửi lời mời rồi, anh có thể là có em rồi. Anh ơi, em gửi lời mời cho anh rồi đấy, anh đồng ý đi ạ. Anh Nguyễn Hữu Bắc ơi, em gửi lời mời rồi, anh đồng ý đi ạ. Anh Nguyễn Hữu Bắc ơi, em gửi lời mời rồi đó, anh đồng ý đi ạ. Anh nhận được lời mời của em chưa ạ? Anh bấm vào chấp nhận, đúng rồi, anh bấm vào chấp nhận đi ạ. Anh bấm vào chấp nhận hay là đồng ý, nó có hai từ đấy đấy. Anh chưa thấy, ủa sao hay vậy ta? Em gửi mời bạn bè à. Rồi, anh ơi, anh nhận được chưa ạ? Em gửi lời mời anh rồi đấy. Wow, tuyệt vời quá. Có thấy gì không em ơi? Ngày hôm nay Hoàng Bích đang ở Việt Nam nhưng Hoàng Bích có thể kết nối được với tất cả những cổ đông hiện tại bây giờ đang ở Dubai của quý chính chị nhá. Không liên Đang hình ở cái trung được đúng tâm không? Sara, trung tâm thử nghiệm của chúng ta, quý quý chính chị ạ, ở gần đấy. Có nghe gì không? Em có nghe gì Cho nên là chúng không? ta Không liên sẽ hình giao được lưu nhỉ? cùng với anh Hồ Bắc nhé, một cổ đông rất tâm huyết của chúng ta đang công tác và sinh sống tại Dubai. Không liên hình được em ơi. Anh ơi, anh bật bật cam đi ạ. Anh bật rồi mà không được đấy. Anh bật rồi Nghe đấy. được giọng là ok rồi anh ạ. Anh bật cam đi ạ, anh ạ. Anh bật cam. Anh bật rồi mà không được luôn. Nó bị cái gì đấy. Khi anh mà kết nối á, bật cam thì được. Nhưng mà Mọi khi người em ơi, vừa chờ kết anh nối bắt không biết tí tại nhá, không sao. biết là anh có sự cố gì không mà sao không thấy anh bật cam nhỉ? Có thấy gì không? Anh Bắc ơi, anh bật cam được không? Để xem. Chào Trần Kim Nguyệt nhá. Bật cam được nào này. Cam nhưng mà không bật được em ạ. Hello. Không không bật được luôn. À vậy hả anh, không 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 À, có màn hình ấy. không có màn hình luôn, không bật được luôn. Ủa sao hay vậy ta, sao lại không bật được màn hình ta? Cũng rò luôn.
À, cái bạn Hồ Thành này, bạn Hồ Thành này đừng có mời Bích nữa nha, bởi vì Bích đang mời anh Nguyễn Hồ Bắc rồi á. Đừng đừng mời nữa nhé. Anh ơi, bật được không? Không bật được em ạ, không Hay bật vậy được cảm ta. lên đâu. Để anh tắt đi, anh xem lại nhá. À vâng, anh tắt đi xem, anh xem lại xem nào. Mọi người đang chờ anh Anh lắm tắt đi. ấy. Ok, rồi khỏi nhỉ. Dạ. Chào Hoàng Xuân Hải nhá. Mọi người ơi, chờ anh Bắc một tí nhá. Anh Bắc đang gặp một chút trục trặc. Cái này không biết là Hoàng biết có phải gửi lại lời mời không ta. Rồi, Hoàng biết gửi lại lời mời rồi đó. Anh ơi, em gửi lại lời mời anh rồi đó. Cũng không được luôn. Ủa sao hay vậy ta? Anh vào rồi mà bị nó bị cái gì đấy, Hay vậy hả? nó không lên Sao lại được hình hay đâu. vậy? Ủa sao lại kỳ? Anh có chạm vào đâu không? Không, Bởi vì để thường thường mình bật bật cái là lên được hình ngay mà. Sao thường hay thường vậy? bật cái là lên hình ngay, nhưng mà cái máy của anh nó cũng bị sao, hay là anh chưa bật vào cái nút nào ấy. Lương Vân. Chào bạn Lương, à, chào bạn Lương Vân nhé. Thôi vậy thì để có thể là em mời người khác tạm đi, rồi bữa khác anh có thể là xem lại, rồi anh có thể là nói chuyện sau cũng được. Nó Dạ, rồi không em cảm nó ơn anh không lên nhá. không lên hình đâu, nó không không nói rõ được Dạ, rồi em đâu. cảm ơn Nha, anh ạ. Dạ, rồi em chào anh anh cảm ơn nhá. em nha. Dạ, Ok. rồi. Bị mạng rồi, anh ơi, anh nói chuyện cũng được. Anh ấy không lên hình, quý cô chú anh chị ạ. Không nhìn thấy hình mà không biết là xử lý thế nào nhỉ? Mọi người có biết xử lý cái vấn đề này không? Chỉ cho Hoàng biết với. Anh ấy không lên được hình. Cho nên là không có like được, có lên được, tiếc ghê á. Ít khi nào mà anh có thời gian trùng với thời gian của mình để mà mời anh lắm, canh lắm mà hôm nay mới được mời mà lại anh lại không lên được, rất là tiếc. Chào Lương Vân nhé. Lương Vân là một cổ đông hình như là ở Sơn La phải không nhỉ? Lai Châu gì đó đúng không ạ? Do mạng của anh ấy thôi chị. À vậy hả, do mạng của anh ấy hả? À có thể là như thế, có thể là do mạng đấy đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy là gì, ngày hôm nay Lương Vân chào anh nhé. Mọi người ơi, ai có biết biết sẽ mời một Bùi Hiểm có giao lưu cùng với cả quý cô chú anh chị được không, để chị mời nè Bùi Hiểm ơi. Hay là Bùi Hiểm lên giao lưu với quý cô chính trị tí nhở, một cổ đông ở Nhật. Hiện tại giờ trong livestream Hoàng biết có một vài cổ đông đều ở ngoại quốc hết quý cô chính trị nhá. Hoàng biết có thể ở Việt Nam nhưng có thể kết nối được với rất nhiều anh em ngoại quốc, rất là tuyệt vời luôn ạ. Đấy, vừa là mọi người hello Luyến Độ nha. Luyến Độ có đi Dubai không? Thiếu Dinh, Lương Vân. Mà cả chào em là Luyến Độ nhá, rất là năng lượng luôn. Em bên này đang mưa hơi bị lác. À lại em cũng đang mưa hả, tiếc thế nhở. Mình ở Lào Cai. À rồi rồi, nhớ nhớ bạn Lương Vân rồi. Bạn bạn Lương Vân là có cái câu chuyện là hình như là bỏ qua cái cơ hội đầu tư vào cổ phần của Facebook đúng không ạ? À, và sau này thì cái người bạn mà chia sẻ là hiện tại giờ là họ đã đạt được cái tự do tài chính rồi, còn bạn ấy thì bỏ qua cơ hội, và khi mà vừa bỏ qua cơ hội nhưng mà lại lúc lúc đó thì lại nói là mày không lừa được tao đâu đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cảm thấy rất là tiếc đúng không ạ? Đấy, cái câu chuyện của bạn Lương Vân cũng là một cái bài học để cho mình nhìn nhận lại đấy quý cô chú anh chị ạ. Thật sự luôn, khi mà cơ hội đến chúng ta cứ nghiêm túc tìm hiểu kỹ đi đúng không ạ? Nó không mất tiền gì của mình đâu đúng không ạ? Chúng ta đừng có ai đó đưa cho chúng ta cơ hội là chúng ta cứ chối đây đấy, là chúng ta đang gì đóng hết tất cả những cái cánh cửa cuộc đời mình lại đúng không ạ? Đóng não, đóng tất cả các cánh cửa cuộc đời mình lại, thì cuộc đời chúng ta chỉ đứng một vị trí, dậm chân tại một chỗ thôi đúng không ạ? Hẹn gặp lại các anh chị ở hôm khác nhé. Anh cảm ơn Hoàng Biết và mọi người nhé, cảm ơn anh nhiều ạ. Tại
có một chút trục trặc cho nên anh lại không lên giao lưu được với tất cả các cổ đông ở Việt Nam mình, rất là tiếc luôn đúng không ạ? Đấy, chúc anh Lương Vân rút ra bài học rất giá trị cho cộng đồng chúng ta. Đúng vậy, bạn Lương Vân nói là đúng vậy. Khi mà nhiều khi đúng không ạ, nếu như chúng ta không có kiến thức, không có tư duy, không có tầm nhìn thì chúng ta sẽ không nhận diện được cơ hội, là vì vậy của cô chú anh chị ạ. Cho nên là chúng ta cần phải nâng cấp bản thân mình, phát triển bản thân mình, phát triển tư duy, phát triển tầm nhìn của chúng ta thấp thật lớn thật nhiều đúng không ạ? Hàng ngày hàng ngày hàng ngày thì chúng ta sẽ thấy được, nhận diện được rất nhiều cơ hội đúng không ạ? Cho nên là cái người mà họ có tư duy, họ có tầm nhìn thì họ nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Còn mình không có tư duy, có tầm nhìn thì lúc nào mình cũng không nhìn thấy cơ hội, toàn thấy những khó khăn. Và cái đặc biệt nữa là gì nhỉ? Những cái người giàu thì người ta luôn luôn là ưu tiên cho phát triển bản thân, còn những cái người nghèo thì họ luôn luôn ưu tiên cho công việc đúng không ạ? Và họ càng làm việc thì họ cũng lại càng nghèo, nhưng họ không nhận ra được điều đấy quý cô chú anh chị ạ. À, còn người giàu thì họ làm việc rất nhàn nhã đúng không? Càng nhàn nhã thì họ lại càng giàu. À, chúng ta thấy có những nghịch lý đúng không ạ? Những nghịch lý rất đơn giản mà chúng ta lại không nhận ra. Và lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy. Cứ tự đánh lừa mình là có nhiều công việc, lao đầu vào công việc là chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc sung sướng đúng không ạ? Chúng ta tự đánh lừa chúng ta thôi đúng không ạ? Bởi vì nếu chúng ta làm việc siêng năng mà giàu á thì chắc chắn là đến đời chúng ta là chắc chắn rất giàu rồi đúng không ạ? Bởi vì bố mẹ ông bà chúng ta đều là những người siêng năng mà độc đã thế nhưng mà đã giàu đâu đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta cần phải tỉnh táo, tỉnh táo của cô chú anh chị ạ. Làm việc siêng năng mà giàu thì chắc chắn không đến lượt chúng ta đúng không ạ? Cho nên là chúng ta thấy là những cái người mà làm việc siêng năng nhất chính là những người mà người ta lại gì nhỉ, không đạt được cái ngưỡng tự do tài chính. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta muốn giàu có thì chúng ta phải gì, luôn luôn trau dồi và phát triển bản thân mình đúng không ạ? Mà còn nếu chúng ta cứ vùi đầu vào công việc, chỉ biết công việc thôi, con bò cũng giàu nữa. Bây giờ con bò cũng giàu nữa, tại cái VTV cái gì cũng phá lừa đảo, dân tình chúng thì thiếu kiến thức, chỉ có xem tivi thôi nên nghe tivi là tin sái cổ. Đúng rồi, rất là tiếc luôn đúng không ạ? Đấy, hay là cứ nghe tivi thôi, không có nghe người nào hết đúng không ạ, và tin cả vào cái tivi đấy. Cho nên chúng ta thấy là cái gì chúng ta cũng nghe nhưng chúng ta phải có kiến thức để nhận định. À, nhận định cái nào là đúng, cái nào là sai thì đấy mới là cái mà chúng ta cần phải dễ quan tâm đúng không ạ? Và cuối cùng chính chị biết là bây giờ cũng đã muộn rồi nhờ, đến 8 giờ, 8 giờ mất rồi, thì Hoàng biết cũng cũng chia sẻ một chút nữa với cuối cùng chính chị nhé, tại sao cái công nghệ chúng ta thì nó lại được rất nhiều cái quốc gia đón nhận và nó lại mang cái tính phủ sóng toàn cầu cao như vậy. Bởi vì ngài chủ tịch nói đấy, cái tỷ suất lợi nhuận của dự án vận tải chúng ta là rất lớn quý cô chú chị ạ. À, tỷ suất lợi nhuận đó, của cái dự án chúng ta rất lớn, nó chiếm từ 25 đến 30% lợi nhuận một dự mỗi một dự án chúng ta có thể kiếm được là 25 đến 30% lợi nhuận. Đây là cái con số vô cùng khủng khiếp quý cô chú chị nhé. Bởi vì bình thường á, khi chúng ta khởi công một cái dự án đúng không ạ, thì từ 10 đúng không, lợi nhuận từ 10 đến 15% đã cao rồi. Thế nhưng mà cái công nghệ chúng ta theo ngài chủ tịch nhận định đó là gì, là chúng ta có cái chiết khấu lợi nhuận lên đến 25 đến 30% lợi nhuận của chính trị. Vậy thì cái thứ hai nữa là cái công nghệ chúng ta nó mang tính độc quyền đúng không ạ? Vì sao chúng ta nó lại có cái tính lợi nhuận cao như vậy? Bởi vì nó có tính độc quyền và nó đưa ra những cái giải pháp tiết kiệm chi phí quý cô chú anh chị ạ. Đưa ra những cái giải pháp tiết kiệm chi phí. Vậy thì khi chúng ta nắm được cái cổ phần của một cái tập đoàn công nghệ giao thông toàn cầu mà cái công nghệ của nó lại mang tính độc quyền đúng không ạ? Độc quyền. Và gì, nó có những cái giải pháp tiết kiệm chi phí rất lớn, thế thì gì nhỉ, thì chắc chắn rất là nhiều quốc gia người ta sẽ muốn đưa cái công nghệ của mình về để xây dựng đúng không ạ? Vậy thì để đầu tư những cái thương vụ thắng á, như USD đúng không ạ? Và để đợi đến khi nó rung chuông vàng
đúng không ạ? Thì các tất cả quý cô chú anh chị đều phải có cái sự kiên trì và có nhận định đúng, quý cô chú anh chị ạ. Không phải là ngày hôm nay chúng ta đầu tư vào, ngày mai chúng ta rút tiền về, không có, quý cô chú anh chị nhé. Mà chúng ta để mà đầu tư vào một cái thương vụ mà chúng ta thắng như OT, đúng không ạ? Để mà nó rung chuông vàng trên trường quốc tế, đúng không ạ? Để nó thành công thật sự rực rỡ, thì chúng ta cần phải có sự kiên trì và có những cái nhận định đúng. Nhận định đúng, lý do tại sao Hoàng Đức nói nhận định đúng, bởi vì rất nhiều người hiện tại giờ đang có những cái nhận định sai, mà nhận định sai thì không bao giờ có hành động đúng được, đúng không ạ? Nhận định sai thì hành động sai, mà hành động sai thì kết quả sai. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ là ồ, OT đầu tư vào đó không biết bao giờ lấy được tiền, thôi tìm cái khác để đầu tư đấy. Và chúng ta cứ lao đi ra ngoài làm sao cái nào mà lợi trước mắt là cái chết của cô chú chị, đúng không ạ? Không có một cái hạt giống nào ngày hôm nay chúng ta gieo ngày mai có cái trái chúng ta, làm gì có cái chuyện đấy, đúng không ạ? Không bao giờ có. Đó là một cái chân lý rất đơn giản mà chúng ta biết, thế nhưng mà vì lòng tham chúng ta vẫn cứ lao vào, đúng không ạ? Người ta hứa, người ta dắt mũi mình bằng lợi nhuận, vẽ ra những cái viễn cảnh hết sức tuyệt vời để chúng ta gì, chúng ta nhìn thấy, mà chỉ là nhìn thấy, đúng không? Thực tế nó chả có cái gì, thế mà chúng ta cứ lao vào lợi nhuận, sau đó là gì, lợi nhuận dắt mũi, rồi sau đó là mất tiền, và sau đó là hệ lụy, sau đó là gì, sau đó là thất bại, là nản, là bỏ cuộc, là ABCDZ, biết bao nhiêu cái tư duy tiêu cực lại nảy ra, đúng không ạ? Đấy, vậy thì chúng ta thấy là nếu chúng ta không có nhận định đúng thì không bao giờ chúng ta đi trên một cái con đường đúng được, quý cô chú anh chị nhé, lựa chọn đúng được đấy. Vậy thì chúng ta thấy là đối với cái công nghệ OT chúng ta thì chúng ta cần phải có cái sự kiên trì, kiên trì cộng với nhận định đúng, góc nhìn đúng, góc nhìn đúng đấy. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã biết rồi, đúng không? Cái lộ trình của một cái doanh nghiệp khởi nghiệp á, nó rơi vào từ 3 đến 16 năm. À, từ Hoàng Hoàng xin lỗi nhá. Nó rơi vào cái lộ trình là từ 5 đến 12 năm. Của quý vị chị ạ, 5 đến 12 năm lộ trình của một doanh nghiệp khởi nghiệp nhé. À, đấy chính là cái lộ trình của nó, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay thì công nghệ OT chúng ta gọi vốn từ 2014, bây giờ là 2023. Vậy thì chúng ta lộ trình của chúng ta vẫn nằm trong cái vùng gì? À, trong cái vùng gì? À, chu kỳ lộ trình của một doanh nghiệp khởi nghiệp, đúng không ạ? Nó có một 9 năm mà, đúng không quý cô chú anh chị? Ví dụ như là Amazon đó, thì 3 năm có thể lên sàn, đúng không ạ? Thế nhưng mà đến Alibaba của Jack Ma có thể là 14 15 năm, đúng không ạ? 15 năm lên sàn nhưng mà giúp bao nhiêu người trở thành triệu phú và tỷ phú, đúng không quý cô chú anh chị? Đấy. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Ngày hôm nay công nghệ OT chúng ta mới có 9 năm thôi, đúng không ạ? Vậy vậy thì nó đang nằm trong cái chu kỳ của một doanh nghiệp khởi nghiệp cho đến IPO thành công, quý cô chú anh chị ạ. Cho nên chúng ta là gì nhỉ? Chúng ta không có năng lực như nhà sáng tạo, như ngài chủ tịch tạo ra một doanh nghiệp tỷ đô, đúng không? Thì chúng ta gì, góp vốn với họ, đồng sở hữu công nghệ với họ, đúng không? Chúng ta góp vốn với họ, đồng sở hữu công nghệ với họ. Đúng rồi, người ta vẽ cho cái bánh ngọt đặt trên cái bẫy chuột thì cứ lao vào. Đúng rồi. Bạn là bạn bạn là Bùi Hiểm nói hay quá luôn. Đúng, chính xác, một cái bánh ngọt trên bẫy chuột thôi chứ không bao giờ có, đúng không ạ, trong cuộc sống đâu ạ. Uy tín như ngài chủ tịch, uy tín như UT thì phải chờ đợi thì bảo là lâu, đúng rồi, cứ lâu, cứ không có tiền rồi cứ lòng tham rồi lại mất tiền, rồi mất hết cả tương lai đấy. Sản phẩm UT của chúng ta là số 1, mình nghĩ ông bà cha mẹ có phúc lắm thì mới cho mình biết đến sự UT. Trời ơi, vậy luôn đấy. Quý cô chú anh chị thấy chưa ạ? Tất cả những cái cổ đông mà người ta đã đầu tư vào công nghệ OT rồi thì quá tuyệt vời khi mà nói về công nghệ OT, đúng không ạ? Được tạo ra từ một nhà khoa học và nghiên cứu 40 năm, một nhà khoa học nằm trong top 7 vĩ nhân của thế giới. Chúng ta đang rất là phúc lớn. Phải nói là phúc rất lớn khi biết đến và nắm giữ cổ phần của tập đoàn công nghệ giao thông toàn cầu này, phước lớn lắm của cô chú anh chị đấy. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta đã biết rồi, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào là một cái người sáng lập ra một cái doanh nghiệp tỷ đô, đúng không? Nhưng chúng ta có thể là gì, góp vốn của chúng ta vào bằng những cái đồng tiền nhỏ lẻ của chúng ta vào, đúng không ạ? Góp vốn với họ, đồng sở hữu công nghệ, đồng sở hữu trí tuệ của ngài, của nhà khoa học,
của chính trị. Vậy thì chúng ta, và ngày hôm nay là khi chúng ta góp vốn thì chúng ta không phải vận hành cái doanh nghiệp đấy, đúng không ạ? Chúng ta không phải vận hành giống như Hoàng Bích ngày hôm nay này. Hoàng Bích đã ở Việt Nam, Hoàng Bích góp những cái đồng nhỏ, đồng tiền lẻ của mình cho tập đoàn, đúng không ạ? Và ngày hôm nay có hơn cả ngàn người đang làm việc ngày đêm cho Hoàng Bích. Vậy thì cái đồng tiền của Hoàng Bích đang ngày đêm làm việc cho Bích, đúng không ạ? Thay Bích làm việc cơ mà, quý chú anh chị. Hiện tại bây giờ tập đoàn chúng ta đang có hàng gì nhỉ? Hàng ngàn công cán bộ công nhân viên làm việc ngày đêm, đúng không ạ? À, làm việc ngày đêm. À, vậy thì chúng ta thấy là nhỉ? Và theo thống kê thì có 10 giáo sư, tiến sĩ, đúng không ạ? Đang làm việc cho tập đoàn và đang giảng dạy tại những cái ngôi trường uy tín ở Nga và Belarus, quý cô chú anh chị ạ. Cho nên ngày hôm nay khi mà chúng ta nắm giữ được cái cổ phần ở đây á, chúng ta phải nói là mình quá may mắn, mình quá phước báu luôn, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, giống như Lương Vân nói, giống như là Bùi Hiểm nói. À, em chào anh Phúc Duy nhá, hôm nay anh lại vào livestream của em. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Chào Lan Hà nhá. Vậy thì với những cái chiến lược với những cái chiến lược đầu tư, đúng không ạ? Khi chúng ta đầu tư vào giá trị ấy, thì các quý cô chú anh chị hình dung là chúng ta phải chờ đợi, phải kiên trì, phải có những nhận định đúng, quý cô chú anh chị nhá. Đấy, phải kiên trì, đúng không ạ? Giống như ngài chủ tịch chúng ta hơn 50 năm từ cái thời điểm đưa ra ý tưởng cho đến công nghệ chúng ta thương mại ra toàn cầu, họ cống hiến hơn 50 năm, đúng không ạ? 50 năm, quý cô chú anh chị hình dung là nó có dài hay ngắn ạ? Rất dài. Hôm nay chúng ta góp vốn vào những cái đồng lẻ của chúng ta thôi mà chúng ta là cứ nôn nao làm gì, đúng không ạ? Nôn nao làm gì? 1-2 năm nó không phải là còn là lâu, đúng không? Thậm chí 5 năm, 10 năm cũng được, đúng không ạ? 5 năm, 10 năm mà giúp mình trở thành triệu phú, tỷ phú, Hoàng Bích cũng đón nhận, quý cô chú anh chị, Hoàng Bích cũng đón nhận luôn. Đấy, đấy. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nó nghĩ là lâu hay dài, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay Hoàng Bích cũng lên giao lưu với tất cả quý cô chú anh chị một cái vài chủ đề về cái những cái thông tin về tiềm năng của công nghệ chúng ta đối với thị phần giao thông toàn thế giới, nó rất lớn quý cô chú anh chị ạ. Theo các chuyên gia nhận định thì công nghệ chúng ta sẽ chiếm 50-70% thị phần giao thông toàn cầu. Cầm nắm một cái sản phẩm mà gì cả thế giới cần thì dòng tiền thế giới sẽ chạy về trong tài khoản mình rất lớn, đúng không ạ? Phước lộc của chủ tịch lớn lắm, cuộc sống của nhà đầu tư IT không ai mất tiền và chẳng ai bị phá sản, mà cuộc sống còn phải tự do tài chính, còn phải sung túc, còn phải giàu có, còn phải tự do. Đấy, quý cô chú anh chị, đấy chính là những cái mà tâm nguyện của một nhà khoa học. Ông muốn cho những người nghèo, đúng không ạ, cũng có cơ hội bứt phá, đúng không ạ? Và ông muốn cho 10% thế giới sẽ có sự bứt phá trong cái cơ hội này, quý cô chú anh chị. Hello bạn Thu nhé, Hoàng Bích đã like xong rồi mới vào đây. Cảm ơn bạn Thu rất là nhiều. Hôm nay Hoàng Bích cũng sẽ giao lưu với tất cả quý cô chú anh chị một vài thông tin về cái cơ hội tiềm năng của công nghệ IoT chúng ta. Và Hoàng Bích cũng xin rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã chú ý lắng nghe Hoàng Bích và tương tác cùng Hoàng Bích, chia sẻ livestream cùng Hoàng Bích. Cảm ơn em Bùi Hiểm rất nhiều. Cảm ơn bạn, chào bạn Nguyễn Thu nha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã đồng hành với Hoàng Bích trong buổi tối ngày hôm nay. Hoàng Bích xin chúc tất cả quý cô chú anh chị một buổi tối thật an lành và hạnh phúc. Và Hoàng Bích xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong buổi livestream sau ạ. Hoàng Bích xin cảm ơn ạ.